Khởi nghiệp review kính chào 500 anh em. Nếu cho anh em một căn phòng ước gì được nấy thì anh em sẽ ước gì? Tôi thì tôi sẽ ước cái tụi người Mỹ này yếu bao giờ chuyển nhà để khỏi phải bị ám. À quên mất, thế thì lại không có cái gì review cho anh em rồi. Bộ phim mà hôm nay tôi review có tên Căn phòng. Kể về đôi chim cu mới chuyển nhà, vô tình lại chuyển đến một nơi có căn phòng điều ước, hễ cứ ước gì là thành sự thật. Cùng tôi đón xem diễn biến như nào nhé. Anh Giai đang chuẩn bị thanh toán bỗng phát hiện tiền trong túi đã biến thành cát. Anh ta lập tức chạy về nhà vơ một nắm tiền ném ra ngoài cửa sổ. Kết quả đúng như những gì anh ta nghĩ, tất cả tiền đều đã biến thành những mảnh vụn, nhưng anh vẫn không cam tâm lại lấy một bức tranh nổi tiếng ra đặt ở cửa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, phần bên ngoài cửa bức tranh đã biến thành tro tàn. Nhưng ngay khi anh ta còn đang hoang mang, người vợ lại ôm con trai đi ra ngoài cửa. Anh muốn ngăn cản nhưng bỗng nhớ đến kết thúc sớm một chút cũng tốt, tránh đau khổ về sau. Sau đó, bên ngoài thật sự đã chuyển đến tiếng la hét của người vợ. Tiếng la hét thấu tâm can cứ văng vẳng bên tai, anh ấy cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, lao ra và ôm lấy con trai chạy vào nhà. Nhưng lúc này, hai chân của cậu con trai sớm đã không còn là của một đứa trẻ sơ sinh nữa rồi. Nhìn đứa trẻ khoảng 10 tuổi trước mắt, người vợ sợ mất mật, cô căn bản không thể ngờ chỉ vài giây ngắn ngủi, con trai đã biến thành ra như thế này. Trước tình hình này, người đàn ông chỉ có thể nói những phát hiện của mình với vợ. Những thứ mà căn phòng này biến ra chỉ cần đưa ra bên ngoài sẽ biến mất. Ngay cả con người cũng sẽ già đi cho đến chết, nhưng rất khó mới có được đứa con cô gái không muốn mất đi nó. Ngày nào cô cũng trông không cho con ra khỏi nhà, để đề phòng con trai lén chạy ra ngoài, cô ấy đã đóng đinh chặn lại hết tất cả cửa sổ của ngôi nhà. Và cậu bé bỗng lớn này nhìn có vẻ đơn thuần, cậu bé nằm bò ra cửa sổ để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng anh Giai vẫn đầy cảnh giác đối với cậu con trai bỗng nhiên xuất hiện này. Một ngày, anh bỗng phát hiện, cánh cửa sắt khóa chặt đã lâu tự dưng mở ra, đợi hai vợ chồng đẩy cửa ra. Cảnh tượng bên trong khiến hai người sốc, căn phòng vốn bé tẹo vậy mà lại biến thành một mảnh đất rộng lớn. Trong rừng cây rậm rạp, cậu con trai đang xây người tuyết. Anh Giai lúc này cuối cùng cũng nhận con trai, đã phát hiện được bí mật khả năng thực hiện ước nguyện. Đến cả bản thân anh ta cũng không ngờ căn phòng này còn có thể dùng như vậy. Bỗng anh ta lại có cảm giác cay cú khó tả kéo con trai đi, và cảnh cáo con trai không được phép bước vào. Cô gái không thể hiểu nổi hành vi của bố nó, nhưng chỉ có người anh Giai ấy biết anh ta sợ là cậu bé có được điều ước của mình. Mà cậu bé đang nắm giữ căn phòng bí mật, chắc chắn sẽ càng thêm mất kiểm soát. Trước tình hình này, anh ta dứt khoát lấy một ổ khóa khóa chặt cửa sắt lại. Nhưng người vợ lại cho rằng anh ta lo lắng quá mức. Khi hai người đang tranh cãi về chuyện này, điện thoại trong phòng bỗng reo lên. Cậu bé cầm lên nghe và nói chuyện cùng người bên trong. Mà ông chồng nghe thấy tiếng lập tức đi đến cướp điện thoại. Giọng nói quen thuộc bên trong khiến anh ta hoảng loạn, bởi vì đó chính là ông lão trong bệnh viện tâm thần đó. Anh Giai lập tức hỏi ông ta đã nói gì với con trai mình. Và ông ta hiển nhiên là đã biết chuyện hai người đã ước có con. Ông ta thích thú nói với anh một bí mật, chỉ cần người ước chết đi, vậy thì thứ mà anh ta ước có được sẽ có thể đem ra khỏi nhà, trở thành một phần của thế giới này, hoặc còn một khả năng, chính là anh ta sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần sống cả đời. Anh Giai cuối cùng cũng hiểu, hóa ra ông già này chính là đứa con mà mấy chục năm trước cặp vợ chồng nọ đã ước nguyện. Ông ta giết chết bố mẹ mới có thể ra khỏi nhà. Sau đó cuộc trò chuyện của hai người đã bị người vợ bên cạnh cắt ngang. Đầu óc cô ấy trống rỗng, lái xe chạy ra ngoài, chuẩn bị kết thúc tính mạng mình để cứu con trai. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi lông, một chút lý trí còn lại đã cứu cô ấy một mạng. Khi anh Giai phát hiện vợ làm điều dại dột, anh ta đổ mọi chuyện lên người cậu bé, la mắng cậu không thôi. Trong lúc tinh thần kích động, anh ta cũng buột miệng nói ra lời của ông già. Hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, đến khi rất muộn cô gái mới trở về nhà, anh Giai vội an ủi vợ lại không hề để ý cậu bé. Vẫn luôn lén đứng ở ngoài cửa, đợi sau khi hai người ngủ, cậu bé lén lấy chìa khóa cổng cắt. Ngày hôm sau, khi người vợ thức dậy, phát hiện cửa lớn đã mở, một cảm giác bất an lập tức ập đến. Bọn họ tìm kiếm cậu bé khắp nơi, mãi đến khi đến cạnh chiếc xích đu mới kinh ngạc phát hiện. Ngồi trên đó là một anh chàng 18 tuổi, ủa gì dậy chơi, hóa ra người trước mắt này chính là đứa con trai 10 tuổi của họ. Chưa đợi hai người phản ứng lại, cậu con trai đã rút ra một khẩu súng chĩa về phía anh trai. Cô gái vô cùng hoảng sợ đứng chắn trước mặt chồng và muốn can ngăn con trai, thấy có hiệu quả cô ấy bắt đầu lại gần con trai. Đột nhiên anh Giai lao đến xô ngã con mình xuống đất. Hai người lao vào ẩu đả, va chạm khiến đầu cô gái đập vào bàn, cô bắt đầu cảm thấy mơ hồ, trong cơn mê chỉ nhìn thấy chồng và con trai vẫn đang đánh nhau. Đợi khi cô ấy tỉnh lại, trước mắt chỉ có chồng đang ngồi. Cô vội hỏi con trai đi đâu rồi, anh Giai nói lúc đánh nhau con trai vô tình trúng đạn, bị anh ta ném ra bên ngoài rồi. Cô gái nghe xong lập tức xông ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy gì cả. Và lúc ăn cơm, cô bỗng cảm thấy người chồng trước mắt có chút kỳ lạ, dáng vẻ ăn cơm dường như rất giống một người, nhưng nghĩ lại thì chắc là nghĩ linh tinh thôi. Nhưng khi hai định ấy, cô ấy cuối cùng cũng chắc chắn người đàn ông trước mắt căn bản không phải chồng mình. Cô lập tức đẩy anh ta ra. Mẹ! Tiếng gọi này khiến cô gái sốc, cô hoảng loạn chạy ra ngoài, kéo cửa và trốn vào một căn phòng, nhưng cuối cùng vẫn bị chàng trai bắt được. Còn bên kia, chồng thật sự của cô gái tỉnh lại trong một căn phòng bên ngoài. Anh ta tìm mọi ngóc ngách của ngôi nhà cũng không thấy vợ. Đến khi đi qua cánh cửa sắt, anh phát hiện cửa đã bị khóa. Anh đoán chàng trai nhất định trốn bên trong, không tìm được kéo, anh ta đã cầm một cây búa lên đập một lỗ trên tường. Anh ta ngó đầu nhìn, phát hiện rừng cây rậm rạp bên trong toàn bộ đều là dây điện màu đen, nhưng vẫn kiên quyết chui vào.
Sau khi xuyên qua bức tường bên kia, anh đã đến căn phòng bí mật sau cửa sắt. Nơi này vẫn là thế giới mà chàng trai đã tạo ra khi trước, nhưng lại không hề thấy một bóng người. Anh chỉ đành đi sâu vào rừng để tìm kiếm. Đột nhiên phát hiện một ngôi nhà giống hệt với nhà của mình. Nhưng anh ta không có thời gian nghĩ nhiều, đập vỡ cửa sổ đột nhập vào. Tiếng cửa vỡ đã thu hút chàng trai trong nhà. Hắn lập tức ra ngoài xem xét. Nhân cơ hội này, cô gái vội chạy đi. Nhưng khi cô ấy đi ra bên ngoài, bỗng hai người chồng một trước một sau xuất hiện. Nhất thời cô không thể phân biệt đâu là thật. Và người chồng bên tay trái kéo lấy cô muốn đi. Cô hét tên con mình khiến hắn đáp lại. Cô gái không chút do dự đẩy anh ta xuống tầng. Hai người muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi. Nhưng lúc này những ngọn đèn trong nhà bỗng lóe sáng. Bọn họ trèo hết tầng này đến tầng khác, xuyên qua hết phòng này đến phòng khác. Nhưng ngôi nhà này lại giống như một mê cung không thể tìm thấy lối ra. Hai người cuối cùng cũng nhận ra là chàng trai đã bẫy họ. Khi chàng trai loạng choạng đuổi đến, nhìn thấy hai vợ chồng đang bị cánh cửa lớn bị khóa chặn lại. Anh ta rút ra một con dao lao thẳng về phía bố mình, đâm một nhát thật mạnh. Sau đó anh ta ném bố sang một bên, quay đầu nhìn người mẹ. Nhưng người mẹ lúc này đã sợ đứng hình rồi. Nhưng ngay lúc này, anh ta bỗng nhìn thấy bên ngoài có hai người giống hệt họ. Nhận ra mình bị lừa, anh lập tức đuổi theo. Hai vợ chồng xuyên qua rừng cây, mở cửa sắt vội vàng lao ra. Khi chạy đến cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa, mà lúc này chàng trai cũng đã đuổi đến. Cảnh tượng y hệt lại xảy ra lần nữa, nhưng lúc này anh chồng vừa hay mở được cửa, anh ôm lấy con mình ngã ra ngoài. Nhưng vừa ngã ra ngoài, chàng trai đã cảm thấy cơ thể mình nhanh chóng thay đổi. Anh điên cuồng đập cửa xin mẹ cho mình vào, nhưng cô ấy nào dám mở cửa. Nháy mắt chàng trai 18 tuổi đã biến thành ông lão già nua. Cuối cùng tuyệt vọng đi về thế giới bên ngoài, ngay sau đó ngã ra đất và hóa thành tro tàn. Và cơn ác mộng của hai vợ chồng cuối cùng cũng kết thúc. Sau chuyện này hai người đã bán ngôi nhà. Một tháng sau, trong khách sạn, cô gái lại lộ ra khuôn mặt kinh sợ, bởi vì cô phát hiện mình đã mang thai. Và lúc này đèn trong phòng cũng đột nhiên lập loè. Cô gái bắt đầu nghi ngờ chính mình, có phải thật sự đã ra khỏi căn phòng ước nguyện rồi không?